Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Đây là chương trình bài học tâm huyết, chương trình được phát sóng vào 7 giờ tối thứ bảy trên kênh YouTube của web 5 ngày. Và trong cái video bữa nay, tôi sẽ mang đến cho các bạn 5 cách để chúng ta có thể vượt qua được và chiến thắng được những nỗi sợ của mình. Ôi thôi các bạn ơi, cuộc đời của chúng ta nếu mà nói một cái nhân vật mà chúng ta ngán nhất thì đó rất có thể là nỗi sợ. Nào là sợ thất bại, rồi khi đứng trước đám đông thuyết trình sợ, chuyện này chuyện kia là một cái điều gì đó. Tỏ tình chẳng hạn sợ bị từ chối, đi du lịch xa, mình đến một cái thành phố mới, thì mình sợ bị gặp chuyện này chuyện nọ. Là một cái việc chưa từng làm thì lại sợ nó fail, sợ nó bị sắp mặt. Trời ơi quá trời quá đất nỗi sợ và tôi nghĩ là chúng ta sớm hay muộn gì cũng phải thực sự suy nghĩ về những cái chuyện này vậy nên cái bài này tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái bài tổng hợp về năm cách rất hiệu quả và đơn giản để các bạn có thể tham khảo và ứng dụng vào cuộc sống của mình thôi bây giờ mình vô liền luôn cái cách đầu tiên trong năm cách vượt qua nỗi sợ hãi các bạn nha let's go rồi mến chào tất cả quý vị và các bạn đây là cái cách đầu tiên để chúng ta có thể vượt qua nỗi sợ của mình và thưa các bạn cái cách này nó rất đơn giản và gần như là cái cách dễ nhất của cái bài này đó là sao chúng ta hãy biến cái điều mà chúng ta sợ làm á, trở thành một cái điều quen thuộc. Thí dụ bây giờ vào ngày thứ năm bạn cần làm một cái điều gì đó mà bạn rất ghét, thậm chí bạn sợ làm nó. Thì bây giờ hiện tại là chủ nhật chẳng hạn, rất là dễ. Các bạn chỉ cần nhủ trong đầu của các bạn á, tôi sẽ làm cái điều đó vào ngày thứ năm. Các bạn cứ nhủ đi. Hôm nay là chủ nhật, các bạn nhủ trong đầu mình, tôi sẽ làm cái việc đó vào ngày thứ năm. Thứ hai bạn nhủ, bạn lặp lại một cái nữa, thứ tư bạn lặp lại. Thì tôi đảm bảo các bạn nha, tầm thứ ba, thứ tư thôi là bạn đã bớt sợ hơn một nửa so với trước. Làm đi rồi các bạn sẽ thấy cái việc này rất quan trọng. Đôi khi mình quen một cái suy nghĩ gì đó, mình sẽ bớt sợ hơn gấp đôi thậm chí gấp ba lần. Thiệt, tại vì tôi đang tâm sự với các bạn ở vị thế của một người thường xuyên áp dụng cái phương pháp này và ngay tuần trước thôi là tôi cũng đã vừa áp dụng nó. Nên đây là một trong những cách mà tôi tin rằng quá dễ và có thể áp dụng ngay lập tức ngay bây giờ. Bây giờ một cái ví dụ, thí dụ như thứ năm lên gặp sếp để ký hợp đồng mới đúng không và mình rất muốn đề nghị sếp tăng lương nhưng mà đương nhiên mình sợ chứ mình sợ giả sử sếp nghe mình nói tăng lương rồi ổng lại nghĩ này nghĩ nọ rồi ổng lại không có muốn tăng lương cho mình rồi đủ thứ abc mình sợ quá trời sợ luôn thì từ chủ nhật này hãy bắt đầu suy nghĩ về cái câu thứ năm này tôi sẽ gặp sếp và yêu cầu tăng lương à hãy nghĩ về một cái suy nghĩ rõ ràng rành mạch như thế đó là cái cách xác định mục đích của các bạn và khi mà mục đích đủ mạnh á thì nỗi sợ nó sẽ nhỏ dần lại, chủ nhật nhũn lần đúng không? Thứ hai, nhũn lần, thứ năm này mình sẽ gặp sếp và yêu cầu tăng lương, có thể sáng nhũn lần trưa nhũn lần gì đó. Mình quen với nó, bắt đầu thứ ba là dứt lại một lần nữa, thứ tư dứt lại một lần nữa thì tôi đảm bảo với các bạn tới ngày thứ năm sự hồi hộp vẫn còn nha, nỗi sợ vẫn còn nha, nhưng nó bớt đi thật nhiều và mình có thể ngồi đó mình thảo luận vì mục đích của mình đã rất mạnh rồi. Mình thậm chí còn có cái khả năng là canh được cái thời điểm nào thật tốt để mình ngỏ lời à em có một cái mong muốn đó là tăng khoảng 15% lương vì em nghĩ là trong thời gian vừa qua em cũng đã cống hiến thực sự tốt và có những cái thành quả giống như anh đã thấy nên là em có mong muốn như vậy mong anh xem xét cho ví dụ vậy ha bạn sẽ có cái năng lực canh được cái thời gian nào phù hợp luôn á chỉ với một cái điều đơn giản là vì bạn xác định thật rõ hàng ngày và qua từng ngày nỗi sợ nó sẽ bớt lại. Tin tôi đi, tôi nói thiệt, đôi khi chúng ta cần thời gian để chúng ta hết sợ. Đây là sự thật ha. Đó là cách số 1. Và bây giờ chúng ta sẽ tới với cái cách số 2. Và cái cách số 2 này mà áp dụng với cái cách số 1 nữa là hết nước chấm vô thôi. Rồi, mến chào các bạn. Đây là cái cách thứ hai để chúng ta có thể vượt qua được những nỗi sợ và đương nhiên sẽ có rất nhiều nỗi sợ về sợ thất bại, thuyết trình, sợ từ chối, sợ tỏ tình, bị nói này nói nọ, sợ cái mới, đủ thứ hết. Thì cái cách số 2 này có thể giúp các bạn gần như là giảm bớt hay thậm chí là loại bỏ luôn hoàn toàn nỗi sợ của mình, à, hay là hay như vậy nha. Vậy thì cái cách thứ hai là gì? Đó là cái phương pháp tưởng tượng thất bại đa số chúng ta sợ thất bại vì thất bại trong đầu chúng ta nó mông lung lắm các bạn. Các bạn chẳng biết nó ra làm sao, các bạn chỉ biết à nó thất bại thôi. Ờ à, thất bại chắc đáng sợ lắm. Nhưng mà nó đáng sợ tới mức nào? đa số các bạn không hiểu. Và ở đây có một cái quy tắc nha. Thất bại nó thực sự đáng sợ vì nó mờ mờ ảo ảo, nó không rõ ràng. Chứ thực sự nếu nó rõ ràng chắc chắn bạn giảm được ít nhất một nửa nỗi sợ. Tôi nói thiệt. Giống như ai cũng sợ ma hết nhưng mà tôi nói thiệt gặp ma chừng ba lần thôi, bạn sẽ bảo là bạn bớt sợ lại, thề luôn. Vậy thì cái kiểu nỗi sợ cũng như vậy á rất là tốt để vượt qua được nỗi sợ là hãy chủ động gặp mặt nỗi sợ tưởng tượng về nỗi thất bại đó coi coi nó cụ thể ra làm sao và bạn sẽ không còn sợ nó nữa ít nhất là không còn sợ nó như trước nữa thực ra cái cách này á nó được ứng dụng dựa trên cái nguyên lý tưởng tượng tiêu cực của chủ nghĩa khắc kỷ mà tôi đã từng nói với các bạn rồi ha các bạn chỉ cần gõ chủ nghĩa khắc kỷ web 5 ngày thì sẽ ra một loạt những cái video của tôi cứ trước khi làm một cái điều gì đó tưởng tượng rằng bạn sẽ thất bại như thế nào thì chắc chắn sau đó bạn sẽ không còn sợ nhiều như trước nữa ở đây thì tôi tặng thêm các bạn luôn tại vì tôi biết là nếu các bạn tự suy nghĩ là mình sẽ thất bại như thế nào bạn nào làm chưa quen thì cũng chẳng biết phải bắt đầu suy nghĩ từ đâu nên thôi tôi tặng các bạn thêm một cái phương pháp gọi là phương pháp ba cột để áp dụng cái việc tưởng tượng về cái sự thất bại của mình và qua đó không còn sợ nữa thì cái phương pháp này do Tim ferris giới thiệu nó cũng đơn giản thôi các bạn các bạn lấy một cái tờ giấy ra các bạn chia làm ba cột cột thứ nhất là hoàn cảnh tệ nhất có thể xảy ra ha à, và cột thứ hai bạn ghi ở đầu cột là cách ngăn ngừa trường hợp tệ nhất và ở cột thứ ba bạn ghi cái dòng là nếu điều tệ nhất xảy ra thì phải làm gì để cuộc sống của mình vẫn bình thường vui vẻ à, đó là ba cột à, ví dụ bây giờ một cái ví dụ về thuyết trình rất nhiều bạn ở đây sợ thuyết trình sợ nói trước công chúng họp hành đứng trước đông người nói run vải luôn đúng không Vậy thì bây giờ mình ứng dụng cái cách vượt qua cái nỗi sợ thuyết trình đi. Dễ mà. Bây giờ ở cái cột đầu tiên là hoàn cảnh tệ nhất có thể xảy ra là gì? Thì mình suy nghĩ mình ghi vào cái cột đó à, mình rung mình không nói được. Rung đổ mồ hôi tay gì đó không nói được. Đó là hoàn cảnh mà cái nỗi sợ tệ nhất có thể xảy ra. Đây có phải là nỗi sợ thất bại của mình không? Mình rung mình không nói được. À, rung lắp bắp không nói được quên sạch không biết nói gì à đứng đó như trời trọng thiên hạ cười mình quá trời đó có phải là nỗi sợ lớn nhất của bạn không nếu có ghi vô ở đây tôi chỉ đơn giản ghi là rung không nói được bởi vì mình qua cột thứ hai cách ngăn ngừa trường hợp tệ nhất xảy ra làm sao để khắc phục ngay từ đầu cái việc là mình rung mình không nói được thì ở đây tư duy đi các bạn nó sẽ xảy ra rất nhiều rất nhiều cách để chúng ta có thể khắc phục thứ nhất là chúng ta có thể không nhất thiết đứng trên cái bục giảng Ví dụ bạn là sinh viên thuyết trình đi, không nhất thiết phải đứng trên bục giảng để thuyết trình. Bạn bước xuống ở giữa lớp, bạn đứng, bạn nói, nó cũng đỡ rung mà. Bước xuống giữa lớp cùng hàng với những cái bàn ở dưới, thì mình sẽ giảm bớt được những khuôn mặt, những con mắt hướng về phía mình. Đương nhiên sẽ vẫn có những người hướng về phía mình, nhưng khi mình đứng ở giữa lớp thì những con mắt hướng về phía mình chắc chắn ít hơn so với việc mình đứng trên bục giảng thì mình cũng bớt được chút nỗi lo rồi, đúng không? Rồi cái thứ hai là sao? Mình có thể đặt câu hỏi hỏi những khán giả trong phòng. Khi mình soạn trước câu hỏi mình đặt mình hỏi những bạn ngồi ở đó mình quăng cái <laughs> mình quăng cái sự căng thẳng về người ta mình không phải nhận nữa đúng không bớt đựng chút cái trường hợp mà rung lệ bảy không biết nói gì rồi thêm cái nữa thậm chí bạn có thể chơi hơi ăn gan chút xíu nhưng mà ăn gan lành mạnh nha bạn có thể nhờ một vài người bạn của bạn bạn đưa câu hỏi trước cho họ và nhờ họ trả lời giùm đương nhiên là không cho đáp án nha chỉ nói là ừ bữa đó tao hỏi mày câu này nếu mà tao hỏi mọi người mà không ai giơ tay thì thôi mày giơ tay mày trả lời giùm tao nha thậm chí nhờ như vậy luôn thì tôi nghĩ cái này là hơi ăn gian á nhưng mà nó hoàn toàn trong sạch nó không có cái gì mà ghê gớm cả thì cũng hãy nhờ người ta trả lời giùm những câu hỏi của mình hoặc là thậm chí một cái cách tiếp theo để ngăn ngừa cái trường hợp này đó là chúng ta tập nói đi chúng ta tập thuyết trình trước ở nhà đi tập cho nó quen đi cũng là một cái cách Thậm chí là bạn nào mà ở trọ không có không gian riêng á, thì các bạn có thể đi tắm, mở vòi nước cho nó to lên. Rồi các bạn tập lầm bầm trong đầu của các bạn thì đó cũng là một cái cách. Ở đây chúng ta đã có 3 option để chúng ta thực hiện và không để cái trường hợp này xảy ra. Có gì đâu. Nhưng mà bây giờ mình qua thêm cái cột thứ ba đi. Nếu điều tệ nhất xảy ra thì phải làm gì để cuộc sống của mình bình thường vui vẻ thì mình có thể nghĩ tới một cái cách khắc phục là à, tôi sẽ in một cái phiên bản slide thuyết trình một cách đầy đủ hơn và tôi in tôi cầm ở trên tay của mình đó. Nếu mà tôi thuyết trình tốt bình thường thì tôi không sử dụng tới cái slide nhiều chữ đầy đủ mà tôi in ra. Nhưng mà nếu trường hợp tôi rung lẫy bẫy, tôi quên này nọ, thì tôi chơi cái bài cuối cùng là tôi đứng tôi đọc trong giấy luôn. Coi như là không thuyết trình được 10 điểm, thuyết trình được 5-6 điểm cũng được. Nhưng sẽ không bao giờ xảy ra cái tình trạng là rung lẫy bẫy, đứng ấp úng và để người ta cười mình. Đây, thì các bạn thấy không? ba cách này thôi, suy nghĩ về cái thất bại tệ nhất mà mình có thể nghĩ ra. Cột thứ nhất, cột thứ hai, suy nghĩ về những cách để khắc phục và không để cái điều tồi tệ này xảy ra thì mình cũng đã nghĩ qua rồi. Và cái cột thứ ba nếu giả sử tệ và tệ thiệt luôn á thì làm sao để vẫn sống vui vẻ với cái tệ đó mình cũng nghĩ ra rồi. Thì bây giờ mọi hướng tệ nhất, cách khắc phục, cách xử lý, cách vượt qua mình nghĩ tới hết rồi. Thì không thể nào bạn bảo là bạn còn sợ y chang như là lúc đầu được, không bao giờ có đâu men nha. Yeah. Và cái cách này mà kết hợp với cái cách mà cho mình thật nhiều thời gian để chuẩn bị, để suy nghĩ về cái mục đích của mình á. Hai ba tuần mà làm liên tục cái việc này trước khi mà thuyết trình thì bạn còn sợ, tôi mới sợ bạn á. Ha, đó là cách thứ hai. Rồi thưa quý vị và các bạn, cái cách thứ ba để có thể ổn định tâm lý, vượt qua thất bại, thậm chí là né tránh được những thất bại. Đó là các bạn nên nhớ một cái điều là các bạn hoàn toàn có thể thất bại được nhiều lần. Cái điều quan trọng là hãy thất bại những cái thất bại có thể chấp nhận được và né tuyệt đối những cái thất bại theo kiểu mà ngẫm củ tỏi luôn. Những cái kiểu thất bại mà không bao giờ có thể làm lại được thì tuyệt đối né. ha Còn những cái thất bại theo kiểu là chấp nhận được, thất bại xong vẫn có thể đứng lên đi tiếp thì cứ chơi xả láng cho tôi. Tôi nói thiệt, nói thiệt với các bạn, ai trong chúng ta cũng muốn thành công đúng không? Làm gì cũng muốn thành công. Thành công được thì quá tốt các bạn, nhưng mà ai mà đảm bảo thành công được, đúng không? Phải có thất bại chứ. Ăn thua là cái kiểu thất bại mình bị thôi. Ha? Và cứ thất bại chấp nhận được thì cứ dứt cho tôi. Bây giờ tôi lấy vài ví dụ. Ví dụ các bạn kinh doanh đi. Thì dạy khởi nhất là kinh doanh có nhiều tiền đập vô chơi hết. Dành dụm cả đời được 300 triệu. Lấy 300 triệu này đập vô một cái dự án kinh doanh. Thậm chí là lần đầu tiên luôn. Rồi rủi thua làm sao? Lỡ thất bại thì lấy tiền đâu đắp lại. Thậm chí bị lỗ, bị âm tiền, bị nợ thì lại phải đi cày để trả nợ chơi kỳ vậy. Thất bại kiểu đó là thất bại ngụm cu tỏi. Đừng rớt vào những cái thất bại kiểu đó. Tại sao không chia vốn ra làm 10 lần? Tôi đã nói nhiều về cái việc này rồi. Đây là quản lý rủi ro có 300 triệu tại sao không chia ra 10 lần mỗi lần 30 triệu thôi thay vì mở một cái quán ăn cà bá lửa tại sao không chỉ mở một cái xe hủ tiếu nhỏ nhỏ nếu mà mở một cái xe hủ tiếu nhỏ nhỏ thất bại một lần chẳng sao thất bại hai lần chẳng sao tại vì mỗi một lần mình thất bại có nhấm mà và thất bại chấp nhận được và khi mình phát hiện mỗi một lần thất bại maximum mình chỉ mất một phần mười thì có gì đâu phải sợ đây mới là sự khôn ngoan nha mấy ông đừng quá tự tin nha những ông nào mà quá tự tin á, nghĩ là mình dứt một lần mình ăn ngay á thì những ông đó mà thất bại một cái là đi luôn á, không có đường quay lại đâu Đầu tư cũng vậy các bạn, chia vốn ra mà đầu tư các bạn, đừng có cầm một cục tiền mà dứt một lần, người ta gọi là all in á. Có nghĩa là thích cái mã cổ phiếu đó lắm, có nhiều tiền đập vô chơi hết, thì lỡ mà nó tụt cái là bạn khóc tiếng mán luôn á. Tại sao không chia vốn ra để mà chơi nhiều lần, đúng không? kiểu như thích cái mã đó quá 10 đồng bạn mua 20% vốn nó xuống 9 đồng bạn mua thêm 10% vốn nó xuống 8 đồng bạn mua thêm 10 trăm vốn nó xuống 7 đồng bạn dứt thêm 30% vốn ví dụ vậy tại vì bạn đã nghiên cứu nó kỹ rồi và bạn biết nó tốt mà cứ xuống bạn đớp thêm cái thì có phải vui hơn không đỡ sợ các bạn chứ mà bạn có nhiều tiền bạn đớp cái giá cổ phiếu đó lúc 10 đồng nó mà xuống 5 đồng là bạn ngồi bạn khóc chết luôn á ha yeah, đây là kỹ thuật nha đương nhiên cái cách mà tôi vừa nói chỉ đúng với những cái dự án bạn đã kiểm tra thật là kỹ phân tích cơ bản xuất sắc rồi nha còn chơi mà hên xui thì thôi quên cái cách này đi hoặc là bây giờ tỏ tình đi chơi qua lĩnh vực tình cảm luôn bản thân và tỏ tình thấy nó cũng hơi thích thích mình rồi đó nhưng mà mình cũng chả biết là nó có yêu mình hay không bây giờ mình mà ngỏ lời cái lỡ nó không yêu mình rồi tình bạn tan vỡ nó trời nó nhức nhối thì đừng có chơi theo cái kiểu mà mình dứt một cú được ăn cả ngã về không mệt đó nó đồng ý thì không sao đang tao tao mày mày bạn bạn tự nhiên anh yêu em hay em yêu anh dứt cú ăn thì vui rồi nhưng mà thua cái trời ơi đứt bóng luôn á chơi đó trời, nó nguy hiểm thất bại các bạn thấy nó có chí mạng không đừng có để chí mạng tức là mình có thể gia tăng từ từ cái việc đặt vào những cái không gian riêng tư ví dụ đi ăn riêng chẳng hạn rủ nhau cùng học chẳng hạn rồi tâm sự mình thực hành cái việc lắng nghe mình bắt đầu hỏi người ta nhiều hơn về đời sống cá nhân của họ, về những nỗi buồn niềm vui của họ. Và mình lắng nghe nhiều hơn để người ta biết mình là người đáng tin, đáng lắng nghe. À, và người ta cảm giác tin cậy mình và rất có thể trong thời gian đó cái tình yêu nó mới được nuôi dưỡng. Rồi sau đó qua một chút thời gian mình mới bắt đầu mình dứt thẳng vô anh yêu em hay em yêu anh. Nhưng mà dứt ngay từ đầu lỡ rồi người ta chưa đủ thời gian để yêu mình, chưa đủ thời gian để tin cậy mình. Thì mình thẳng quá thì người ta bỏ chạy hết. Nên hãy nhớ nha, cách thứ ba để vượt qua được nỗi sợ hãi thất bại đó là hãy chơi, hãy đặt cược vào những cái hành động mà nếu lỡ thất bại thì cũng không sao, thất bại chấp nhận được chứ đừng đưa mình vào những cái tình huống mà thất bại cái là đi luôn thì mệt các bạn đấy. Rồi hello các bạn, đây là cách thứ tư để vượt qua thất bại, cách này tôi nói cực kỳ ngắn luôn và tôi tin là các bạn biết cái thông tin này tự nhiên các bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn và thoải mái hơn. Đó là gì? Người thành công cũng sợ thất bại mà các bạn. Nên cái thất bại, cái nỗi sợ là nó rất bình thường các bạn. Đừng nghĩ mình có cái nỗi sợ trong người là mình là người cô đơn, mình là người tầm thường, mình là người yếu kém. Quên đi, không phải đâu. Tôi cho các bạn một cái nghiên cứu nè. Theo một cái cuộc khảo sát năm 2018 á, do Northwest with Venture Partners thực hiện á, thì có tới 90% những CEO, CEO nha, là cái người họ ngồi ở cái vị trí đó, vị đó rồi đó. 90% họ thừa nhận nỗi sợ thất bại khiến họ thức đêm nhiều hơn bất kỳ một cái mối lo lắng nào khác. Ghê không? mà người ta là CEO rồi á, người ta đã cày, đã bừa, đã phấn đấu, đã đi lên một cái chức gần như là cao nhất của một công ty, một tập đoàn rồi đó mà người ta còn bị như vậy 90% đó. Thì chúng ta có nỗi sợ là bình thường, ăn thua là hãy ổn định tâm lý và vượt qua nỗi sợ đó. Chứ đừng mặc cảm vì mình có nỗi sợ. Tôi biết nhiều người trong các bạn cảm thấy mình làm gì cũng sợ, mình đụng gì cũng sợ. Cái các bạn sẽ nghĩ là mình là những kẻ thật tệ hại vì mình làm gì mình cũng sợ. Thì làm ơn nhớ, ai cũng sợ cả. Mà tôi nghĩ là 10% còn lại của cái khảo sát này á, không biết họ có giấu không ha. Chứ theo như tôi biết, trong cuộc đời của mình tôi chẳng thấy ai làm mà không sợ cả. Luôn có những sự hồi hộp, luôn có những sự lo lắng. Càng lớn thì càng lo lắng. Bạn không cô đơn khi sợ. Và đừng nghĩ mình quá tệ khi mình có nỗi sợ. Làm ơn nhớ nha. Cái cách này đơn giản như vậy thôi. Hello các bạn. Cái cách thứ năm để vượt qua được nỗi sợ hãi đó. Đó là các bạn đừng có làm khách hàng của đời mình nha. Hãy là ông chủ nếu mà bạn đặt được một cái vị thế như vậy á, thì bạn sẽ cảm thấy nỗi sợ hãi là bình thường, thậm chí là quen thuộc. Sợ thì sợ nhưng làm thì làm, sợ thì sợ nhưng thành công là thành công, sợ thì sợ nhưng không sợ là không sợ. Nó có cái sự mắc cười như thế này nè các bạn. Khi mà các bạn làm khách hàng của đời mình, á, các bạn có bao giờ nghĩ về vị trí của một người khách hàng không? Người khách hàng là gì? Là chỉ muốn. Người khách hàng là gì? Là chỉ yêu cầu. Người khách hàng là gì? Là chỉ, là chỉ chờ đợi. Người khách hàng thường thụ động lắm nhưng mà mình là khách hàng của đời mình đó, thì nó tệ thêm một cái này nữa nè mình là một người khách hàng nghèo đói tại vì tôi muốn điều đó tôi chờ điều đó tôi hy vọng điều đó nhưng tôi không có điều đó chẳng khác nào bạn là một người khách hàng nhưng mà không có tiền để mua món đồ đó cả và bạn sẽ cảm thấy trời ơi sao tôi lo quá tôi đang có một cái nhu cầu hết sợ nhưng mà vì tôi đặt mình là một khách hàng nên tôi hy vọng là ai đó hãy mang đến một cái dịch vụ chữa nỗi sợ cho tôi đi nhưng chẳng ai mang đến cho mình cả mình không có tiền để thuê chuyên gia tâm lý không có tiền không có đủ đẳng cấp để sống gần những người thành công những người vượt qua được nỗi sợ để có thể học lớn họ mình chả có gì cả mình có cái nhu cầu đó nhưng mình không bao giờ được phục vụ vì mình là một khách hàng nghèo đói thì những người sống ở cái vị trí như vậy á không thể có đủ khả năng và bản lĩnh vượt qua nỗi sợ hãi phải từ chối là một khách hàng của đời mình và hãy chuyển qua làm ông chủ của đời mình ông chủ có nghĩa là tôi muốn điều đó và tôi cần làm điều đó tôi muốn mình làm điều đó tôi muốn mình tạo ra điều đó không nhất thiết phải gấp, từ từ cũng được nhưng tôi biết là tôi là người cần làm điều đó và tôi là người duy nhất cần làm. Thì chỉ cần bạn nhận trách nhiệm thôi á thì những cái nỗi sợ nó sẽ nhỏ dần nhỏ dần trong cuộc sống của bạn. Bạn không thể chờ, bạn không thể ngồi im được các bạn, bạn phải làm, bạn phải thực hành, bạn phải cố gắng thậm chí là làm như điên để tạo ra một cái viễn cảnh, một cái kết quả bạn muốn. Quay trở lại câu chuyện của Thuyết trình mà tôi đã nói với các bạn ở ví dụ ở ở cái cách thứ hai đó, một trong những cách để hết sợ thuyết trình bên cạnh cái phương pháp ba cột mà tôi nói các bạn á, thì tôi cũng đã nhá hàng cái cách này ở cái cột thứ hai hồi nãy các bạn xem các bạn sẽ thấy luyện tập thật nhiều luyện tập như điên luyện tập tới mức mọi thao tác mọi hành vi ở trong đầu của bạn hết rồi thì bạn sẽ không còn sợ nữa hoặc là bạn chỉ còn sợ 10% thôi lúc này 90% là sự tự tin bạn có tưởng tượng mình luyện tập tới mức mà bạn có thể nói một cách ngon lành không thèm nhìn giấy luôn bạn không biết mình đang nói gì luôn á thì lúc đó bạn tự nhiên mình tự tin thôi Tại sao bạn không đóng cửa phòng lại và tự mình đứng nói chuyện? Chẳng có gì kỳ cả. Tự mình đứng nói chuyện. Tự mình thần thái. Tự mình quơ tay múa chân. Tự mình đặt cho mình một cái sự tưởng tượng là ở bên dưới có người đang coi mình đó và mình không quan tâm. Mình tập điều đó các bạn. Mình tập được. Tôi khẳng định các bạn là tập được. Ai mà tập không được là chưa tập. Cá không? Bạn thử tập 10 ngày coi. Bạn không tự tin mới lạ. Tập nhuyễn ơi là nhuyễn. Giống như những người nghệ sĩ tập luyện càng tập càng nhuyễn. Kể cả những cái ông diễn giả cũng phải luyện tập và tập thật nhiều thì hết rung vậy thôi thậm chí bạn tỏ tình tại sao các bạn không thử nói cái lời tỏ tình đó ra tiếng và tập một mình trước khi mà đi đem ra sử dụng thực tế bạn có bao giờ tập chưa bạn tập nhiều lần á, cái câu nói của bạn sẽ tràn đầy tình cảm tràn đầy sự kiểm soát tràn đầy sự tự tin nó không rung, nó không ngô nghê và nó không sai nó đi lạc hướng tập luyện mà ra hết đó và đó nó giống như là một cái trạng thái bạn là ông chủ của đời bạn bạn ra lệnh cho bạn mày phải làm cái này bạn nhân trách nhiệm và làm và luyện tập và thực hành rất bạn quen và rồi bạn chuyển được cái trạng thái từ lo lắng từ lo sợ sợ hãi trở sang sự tự tin và điều đó tuyệt vời hầu hết mọi thứ có thể luyện tập được các bạn ơi hãy nhớ chuyện này nha hầu hết mọi thứ có thể luyện tập được luyện tập thật nhiều đi hết sợ gặp sếp nói gì có thể luyện tập được đi du lịch ở một thành phố lạ có thể thường luyện tập được chứ luyện tập bằng cách chuẩn bị những tình huống có thể xảy ra gặp hải quan nói gì có thể luyện tập được mà lên mạng tham khảo những cái câu những cái mẫu câu này nọ cần chuẩn bị cái gì, có thể tham khảo được hết mà, quá dễ, đi phỏng vấn cũng có thể, luyện tập được, ngồi ở nhà nói chuyện mình mình, tự nói với chính mình, giả sử có người nào đó hỏi mình một câu nào đó, mình tự trả lời ra tiếng luôn ở nhà mình, và mình tự cảm thấy mình đã tự tin hay chưa, nếu chưa tự tin ngày mai luyện tập tiếp, thề với các bạn luôn á, chừng tuần là bạn thay đổi hoàn toàn cái cách nói chuyện luôn á, cái gì cũng có thể luyện tập được nha, đó là cách thứ năm rồi như vậy là quý vị và các bạn đã vừa nghe xong qua về năm cách để chúng ta có thể vượt qua được nỗi sợ hãi ở cái phần cuối này tôi uh, ôn lại chút xíu ha để các bạn có thể dễ dàng nắm được cái thứ nhất đó là gì làm cho nó quen đi rồi các bạn sẽ bớt sợ thiệt cái thứ hai cái cách này áp dụng với cách thứ nhất nữa là hết nước chấm đó là gì tưởng tượng về sự thất bại tưởng tượng về nỗi sợ của mình khi mình nhìn thấy rõ nỗi sợ của mình mình sẽ biết là nó không đáng sợ như mình nghĩ hay là hay như vậy và có cái phương pháp ba cột nha cách thứ ba trong cái bài này đó là gì đó là nhớ rằng bạn có thể thất bại nhiều lần khi bạn tin rằng mình có thể thất bại nhiều lần mà không sao thì bạn chẳng có gì phải sợ cả tại vì tôi ngã lần này thì tôi biết chắc tôi dư sức dứt lại lần tiếp theo vậy thì mấu chốt là hãy biết đi tìm những cái sự thất bại chấp nhận được và đừng chơi những cái sự thất bại mà thua một lần thất bại một lần là ngẫm luôn không có cơ hội làm lại sống biết thận trọng và biết quản lý rủi ro là vậy Ha, cách thứ tư đó là nhiều người rất thành công cũng sợ mà nên cái nỗi sợ của mình không phải là cái gì đó xấu xa hay là tệ hại gì cả đó chỉ đơn giản là một cái điều bình thường và ai cũng gặp phải bạn không cô đơn khi sợ đâu nha cách thứ năm đừng là khách hàng của đời mình mà hãy là một ông chủ ha đó là năm cách mà tôi nghĩ là rất dễ đương nhiên có rất nhiều cách khác nó khó hơn tôi không nói trong bài này tôi lựa ra năm cách thật là dễ để mang đến cho các bạn và hy vọng đời sống của các bạn sẽ tốt hơn và nỗi sợ bây giờ trở thành một cái điều bình thường sợ thì sợ nhưng dứt thì dứt à